Nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh, thời gian qua, thành phố Bạc Liêu đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cho bộ mặt đô thị. Từ đó, nhiều tuyến đường, tuyến hẻm được đầu tư nâng cấp, các tuyến kênh rạch được nạo vét cải tạo, xây dựng bờ kè, hành lang thông thoáng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến kênh rạch do chưa được đầu tư cải tạo kịp thời, dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tiết mục Góc nhìn đô thị. Tuyến kênh khoảng 1 km từ cầu Sáng đến cống giáp ranh khu địa ốc thuộc phường 1 thành phố Bạc Liêu. Tuyến kênh này trước đây luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do lòng kênh rất cạn, nước đặc sánh, đen ngòm, bốc mùi nồng nặc, gây bức xúc cho người dân sống dọc theo hai bờ của tuyến kênh. Hơn 2 năm qua, nhờ được đầu tư nạo vét, dòng kênh đã thông thoáng trở lại, không còn ô nhiễm. Hai bên bờ kênh được xây dựng kè, tạo sự thông thoáng để người dân tản bộ thể dục hàng ngày. Mấy ngày từ ngày làm bờ kè giờ là ở trong nó chảy ra thì mưa nó chảy ra đen. Còn nó không mưa thì nó trong mà nó cũng như là màu bạc á. Người ta cũng giăng lưới, người ta lội dưới sông hoài chứ đâu có gì đâu. Rồi phường mới làm vệ sinh hôm qua nè. Làm sinh cỏ đồ, tỉa bông đồ. Làm hoài chứ đâu có buồn ấy đâu. Điều nào cũng có, sáng nào cũng có tập thể dục hết. Ở bà ghè này sao, nhà sao có tập thể dục hết rồi. Ngày nào cũng có. Thế nhưng, trong nội ô thành phố Bạc Liêu vẫn còn một số tuyến kênh rạch chưa được cải tạo, xử lý kịp thời, nên vẫn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Điển hình là tuyến kênh rạch từ giáp ranh khu địa ốc chạy dọc đến đường Võ Văn Kiệt, cũng thuộc địa bàn phường 1. Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến kênh này có chiều dài khoảng 1 km. Những ngày qua, nước dưới lòng kênh bị ô nhiễm, đặc sánh, đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc suốt ngày đêm. Rác thải bị dứt bừa bãi xuống lòng kênh, càng làm kênh ô nhiễm nặng nề hơn. Người dân cho biết, do lòng kênh cạn, quanh năm phải chứa nước thải sinh hoạt của hai khu dân cư sống dọc theo bờ kênh, nên thời gian qua, tuyến kênh này luôn trong tình trạng ô nhiễm. Lúc nước đầy á thì nó ít có hôi, nó không có hôi. Khi nước cạn rồi như vậy đó là nó hôi. Cây cầu cũng như là các ở phường, ở khóm này vậy đó. Làm sao để cho nó sạch sẽ, nặng cho nó đừng có mùi ô nhiễm dân chúng, em bé đồ này nọ vậy đó. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bạc Liêu, trước thực trạng ô nhiễm tuyến kênh này, mới đây đơn vị này đã kết hợp với Ủy ban nhân dân phường 1 tiến hành kiểm tra thực tế. Phương án xử lý trước mắt là huy động lực lượng vớt rác, tạo sự thông dòng cho lòng kênh và thường xuyên mở cống cầu Sáng để rút xả nước ra sông Bạc Liêu, từng bước giảm thải ô nhiễm. Tuy nhiên, để trả lại sự thông thoáng lâu dài cho tuyến kênh, nên chăng ngành chức năng thành phố cần có giải pháp căn cơ hơn, như người dân đề xuất là sớm nạo vét để khơi thông dòng chảy cho tuyến kênh bị ô nhiễm này.